Chào tất cả các bạn, hôm nay thì Phong sẽ hướng dẫn các bạn cách cầm tông và cầm lược chuẩn nhất. Thì qua video trước thì đã có cách sử dụng lược rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ kết hợp cả tông và lược. Đối với những bạn thuận tay phải thì chúng ta sẽ cầm tông tay phải, và thuận tay trái thì chúng ta sẽ cầm tông tay trái, khác nhau cái tay thôi. Tác dụng tay trái tay phải đều học được tóc tất cả nha các bạn nha, không vấn đề về tay trái hay tay phải đâu. Cách luyện tập thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái đầu canh, và chúng ta để dọc lược như vậy. Chúng ta di tông ở trong lược. Các bạn lưu ý là không nên di tông ra ngoài lược, vì lúc khi cắt là chúng ta sẽ bị lẹm lẹm tóc. Ok, hãy like và subscribe kênh YouTube của Phong để Phong có thể hướng dẫn chi tiết nhất cho các bạn các bài cắt tóc nhé. Đơ thì chúng ta vẫn sử dụng cách cầm được như vậy, và giờ sẽ đi theo chiều dọc thẳng với mình dọc mà đó rồi đi dọc đi tâm ở trong lược nhá, tông trong lược đấy, có thể là cạnh này chúng ta mình vật ra ngoài rồi sẽ vấp tóc rất là ra đầu về lẹ đó. Đi tâm ở trong lược không đi dứt khoát đi. Đi theo một đường thẳng nhé, đường thẳng càng khoảng cách càng gần nhau càng tốt rồi. Lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, lần 6. Càng gần nhau thì mình cắt nó sẽ có độ sắc nét. Đó. Ok, vậy đi. Phong có để kèm đường link bên dưới thông tin chi tiết về đăng ký khóa học cũng như là những vấn đề liên quan về khóa học. Nếu anh em quan tâm thì có thể kích vào đường link bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết. Các bạn hãy like và subscribe kênh YouTube của Phong BB để theo dõi những video tiếp theo của Phong nhé. I am you.